Dạ, tiếp theo là con mời cô Xuân Trinh đi ạ. Nói cô mở mic. Dạ, cô Trinh nghe được không ạ? Cô đang tắt mic rồi á. Cô mở micro lên giùm con ạ. Rồi. Con Ngân nghe được chưa? Dạ, con nghe được rồi. Cô chia sẻ kết quả của mình sau 12 tuần đi ạ. À, kết quả thì vòng eo là 106. Bây giờ còn 83. Rồi Dạ. 73 kg, bây giờ còn 59. Theo như 73. cô thì quá sự mong đợi của mình rồi, mơ ước của mình rồi, biết không? Cô mơ ước là được 60. Nhưng mà nếu có mấy thì cũng là mừng. Nhưng mà bây giờ nó xuống tới 59. Dạ. Nhưng mà có con em mới con Út Thu á, nó kêu chị giảm thêm. Nhưng mà mấy đứa nó la, nó kêu có mặt mẹ nó sọc 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 nó. À, cô cũng muốn giảm thêm 2 tuần nữa đó. Dạ. Ừ, để cho nó chắc ăn, chứ khi mình ăn lại cái mỡ nó chưa có teo lại, mình ăn lại cái nó nở là được, cái chết luôn á. Theo như cô tưởng tượng, cô không có biết. Dạ. À, thì cô muốn ăn thêm 2 tuần nữa là coi như tuần này sắp hết rồi, thêm tuần nữa là cô ngưng. Dạ. À, Giống như hôm trước vậy đó. cô có nói với con đúng không ạ? À, y vậy á. Dạ. Xong rồi thì chứ để bé Út nó la, nó kêu chị cứ sợ, chị cứ làm biếng này nọ, nó la liên tục. Mà nó ở trên Sài Gòn á, cô ở đây nó có biết gì đâu. Dạ. À, rồi huyết áp cô là hạ hẳn 110 mấy. À, ở bữa cô hôm qua cô không có uống thuốc huyết áp nên nó cũng vậy, à cũng 110 mấy. Dạ. Nhưng mà cô cũng sợ sợ chết, cũng uống vô. Trước cái ngày mà cô đi 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 cô giảm cân này nè, là cô Dạ. cấp cứu liên tục, cấp cứu liên tục, uống thuốc huyết áp rồi mà vẫn cấp cứu liên tục. Dạ. Nhưng mà từ ngày mà giảm cân tới giờ cô rất là mạnh khỏe, Dạ. mạnh khỏe, ngồi chơi cũng mạnh khỏe, làm lụng cũng mạnh khỏe. Cô dám sạc một một cái sân cô bự lắm mà cô dám sạc hết cỏ, mà cỏ cả gần 1 mét. Dạ. Tại vì khi đang giảm cân ấy, nó mỏi lắm. Bây giờ thì nó hết mỏi rồi, hồi bữa nó mỏi quá. Dạ. Cái cô muốn nó bực bội trong người á, cô làm được. Nó yếu yếu với mình nó khỏe nha, thấy nó yếu yếu với mình nó khỏe. Hồi kia thì nhìn thấy khỏe vậy mà nó không có làm được cái gì á, rửa chén cũng không nổi, nhức cái chân. Bữa nay chân tê cũng bớt rồi, nhức chân cũng bớt. Hồi kia nó muốn vỡ đôi cái mông ra, rồi muốn vỡ đôi cái bắp đùi ra, nó nhức vậy đó. Bữa nay nó hết rồi, nó khỏe như được lên thiên đàng vậy. Ôi cha ơi, chưa từng thấy luôn á, chưa từng thấy tôi khỏe. Mà tôi cũng uống có thuốc gì đâu, chỉ uống 3 ngày uống một liều giảm đau. Nhưng mà bây giờ một tuần uống có một liều thôi mà nó cũng đau ít hơn hồi đó. Đó Dạ. là báo cáo tình hình là như vậy, thì tôi mừng quá trời. Chứ tôi ngồi không mà tôi bệnh về tôi chịu gì nổi. À, Dạ. tôi cũng cảm ơn bác sĩ DOC với lại chương trình DOC rất là nhiều. Mà tôi đây là lời nói chân thành của tôi không tô điểm một chút nào. Tôi mừng mà tôi quý hóa vô cùng. Mừng quá, chứ nó đau cho tới già nữa, có nước chết luôn á. Dạ Chào bác rồi. sĩ. Nghe cô nói mà con cũng thấy vui. Ngân nó còn vui hơn con nữa, tại nó Tôi ôm một tim mình. đây là lời nói chân thành của tôi không có thêm bớt một gì, như là được lên thiên đàng mà. Ừ, mà cái lưng nó quét xong rồi nó cũng đỡ đau lắm. Rồi kia quét không được, quét không được rồi chửi tùm lum tà la, bây giờ thì mềm mỏng dịu dàng. Mỗi lần cô rửa chén rồi nói ra người ta cười, cô cũng chửi vài câu mà. Ừ, tại vì nó lớn là nó không rửa, nó bắt mình rửa mình đau quá mà, đau quá Giờ là đỡ đau. nhiều rồi đúng không cô?
Vâng, đó rất là nhiều. Đây là lời nói chân thành, không thêm một chút nào mà không bớt một chút nào. Dạ. Nói cho mọi người cũng mừng lay, biết không? Dạ. Con chúc mừng kết quả của cô. À, chắc là chị Thu mừng lắm cô ha. Thấy cô giảm được Trời nhiều vậy ơi, là cô mừng. nó mừng lên nhà nó hả, đi lên nhà nó chơi á mà la làng lên, đau quá la lên, Dạ. cô cứ cấp cứu biết thôi chứ. Dạ vâng rồi. Khi nào mà cô có kết quả xét nghiệm mới nhất á thì cô cứ gửi con ha. Rồi cần hỗ trợ hay là tư vấn thêm gì đó trong quá trình Cô mà cô mà có đi xét nghiệm dài cô cũng thì lên Sài Gòn à, cô lên Sài Gòn cho nó chính xác. dạ, khi nào mình có Chứ xét nghiệm. còn ở đây cà rịch cà tang đó, có khi người ta nói sai nữa sợ lắm, sợ người ta nói Dạ. sai rồi mình nó tích cái trong người á, biết không, cái bệnh mình nó tích cái trong đó. Dạ vâng, rồi ạ. À. Rồi, con cảm ơn phần chia sẻ của cô nhiều ạ. Cô À. cùng mà cô quý hóa, cô tưởng tượng đâu ai mà giảm dữ vậy, giảm gì mà ghê vậy. Bụng thì vượt mặt, chân tay nhức như vỡ đôi. Lúc nào đi một lúc là nhức như như nó vỡ đôi, có bắp thịt ra vậy, ghê vậy đó. Dạ. Quá sức tưởng tượng, bữa nay cô như được lên thiên đàng, cô mừng quá, cô cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Cô đây là lời nói chân thành giữa tấm lòng của cô, dưới thật sự nha, dưới sự việc, chứ cô không có thêm bớt gì á. Dạ vâng rồi. Phù hợp với cơ thể của cô y như vậy, rất là đúng luôn, như ý luôn á. Dạ rồi, con chúc mừng cô Cho dù nha. cô ốm, cô nhăn, cô không có cần nó đẹp, cô chỉ cần nó khỏe. Giờ này cô già rồi, cô chỉ cần khỏe. Rồi từ từ mình ăn rồi nó cũng lên nữa chứ. Ăn ăn tầm bậy, ăn thô rồi nó cũng lên ký vài ký chứ. Dạ, chút nữa bác Thư sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho mình để mình biết cách ăn uống, mình kiểm soát được cái cân nặng của mình đó cô, nên cô cứ yên tâm nha. Vâng, bác sĩ dạy tôi làm sao là tôi làm y như vậy à, tôi không dám làm sai đâu. Mà thế gì tôi còn nhịn thêm, dặn tôi là nhịn 2-4 ngày, tôi dứt 3 ngày luôn. Ừ, vậy đó. Cho nó chắc. Rồi, Cần con sức cảm khỏe, ơn. quá cần mà, tôi quá cần sức khỏe mà. Dạ, Tôi quá bệnh hoạn đó, thôi tôi chấm, tôi xin hết. rồi. Con cảm ơn phần chia sẻ của cô ạ. À. Vâng, cô nói rất là chân thành đó nha, cô không có tô điểm điều chi hết á. Dạ rồi. Hồi giờ cô nói thật á, một chút như có hột đậu mà như có móng tay về nói dối là cô cũng không. Dạ, rồi con cảm ơn chia sẻ.